Mì cay Sasin có địa chỉ tại 204 đường Bùi Thị Xuân, thành phố Đà Lạt, đối diện trường trung học cơ sở Nguyễn Du. Các bạn nhá, hôm nay thành phố tham gia công trình của thành phố đã làm năm 2019 là với nhà hàng cây sa xin làm hoàn toàn từ tiền chế do học phố thiết kế và thi công cái phần Chào anh, công việc kinh doanh của bên hệ thống mình phát triển tốt chưa anh? Mời mọi người cùng với Hoàng Phú tham quan không gian của mì cay Sasin có địa chỉ tại 204 Bùi Thị Xuân, thành phố Đà Lạt. Mọi người ai có dịp đi du lịch thành phố Đà Lạt thì nhớ ghé 204 Bùi Thị Xuân, thành phố Đà Lạt để thưởng thức mì cay của hệ thống mì cay Sasin. Và rất nhiều các món ăn được chế biến từ mì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.